Khoảng 13 giờ chiều ngày 16 tháng 1, Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Lê Phước Tài, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về hành vi vận chuyển chất ma túy. Theo đó, trong lúc tuần tra trên đường sông Hành, xa lộ Hà Nội, tại khu vực ngã tư MK, Công an phường Trường Thọ phát hiện một đối tượng đi xe gắn máy, xăm trổ khắp người. Trên xe có treo một con gấu bông loại nhỏ, nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường nên tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, bên trong con gấu bông cất giấu 5 gói và trên người đối tượng giấu một gói ma túy đá, tổng khối lượng khoảng 50 gram. Tài khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ khu vực Tân Thế Hiệp, quận 12 về quận Thủ Đức để giao lại cho người khác.